Xin kính chào và cảm ơn quý vị cùng bà con đang theo dõi chuyên mục Nông thôn mới của Đài truyền Việt Nam. Thưa quý vị, đích đến của xây dựng nông thôn mới là nâng cao mức sống cho nhân dân cả về vật chất lẫn tinh thần. Vì vậy, việc thực hiện các tiêu chí giảm nghèo, nâng cao thu nhập cho người dân vùng nông thôn là vấn đề quan trọng, luôn được các địa phương vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn tại các tỉnh Tây Nguyên quan tâm. Với các giải pháp thiết thực như là tập trung mọi nguồn lực, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về hỗ trợ vốn, cây trồng, vật nuôi, đào tạo nghề, đã giúp bà con từng bước phát triển kinh tế, cải thiện đời sống. Từ đó, diện mạo nông thôn vùng khó khăn, vùng dân tộc thiểu số đã có bước khởi sắc, góp phần không nhỏ vào thực hiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Để thành công trong xây dựng nông thôn mới, thì nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân là vấn đề hết sức quan trọng. Bởi người dân chính là chủ thể, còn nhà nước đóng vai trò đòn bẩy để thực hiện các chủ trương, chính sách đề ra. Chính vì thế, thời gian qua, một số địa phương vùng khó khăn ở Tây Nguyên đã tập trung vào thực hiện các giải pháp đồng bộ, hỗ trợ bà con phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho người dân. Hình thức thực hiện cũng đa dạng, phong phú và phù hợp với điều kiện của từng vùng, từng địa phương. Như tại tỉnh Đắk Lắk, địa phương này xác định phát triển nông nghiệp, nông thôn vẫn là hướng đi lâu dài và bền vững để giúp bà con nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững. Tỉnh Đắk Lắk, đặc biệt là những cái vùng địa bàn vùng sâu vùng xa thì nông nghiệp trước mắt và lâu dài vẫn là cái hướng đi quan trọng để ổn định và nâng cao đời sống, nâng cao cải thiện thu nhập, nâng cao thu nhập cho người dân ở những cái vùng, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu vùng xa. Là xã đặc biệt khó khăn của huyện Chư Mờ Ga, tỉnh Đắk Lắk, và cũng là địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số, nên khi bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, xã Chư Đền Lia Mờ Nông gặp muôn vàn khó khăn. Khi đó, hạ tầng vừa thiếu lại vừa yếu, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 30%. Điều kiện canh tác lạc hậu khiến cho kinh tế chậm phát triển. Nhận thấy trong xây dựng nông thôn mới, yếu tố cốt lõi là nâng cao thu nhập cho bà con, nên chính quyền địa phương đã tăng cường thực hiện các chính sách về hỗ trợ nguồn vốn ưu đãi, hỗ trợ cây trồng, vật nuôi, giúp bà con nâng cao đời sống. Tập trung xây dựng cái mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững theo cái chương trình Việt Gáp, xây dựng cái mô hình vườn mẫu, vườn kiểu mẫu, tức là cái gọi là huyện nhà đang thực hiện cái cóp mắc cơ mà Nga, có nghĩa là xây dựng cái chương trình nông thôn nhưng phải xanh, phải sạch, phải an toàn, hiệu quả. Thì hiện nay chúng tôi đang đưa ra cái mục tiêu như vậy, vì địa phương chúng tôi là hầu như là nông nghiệp. 5 năm trước, gia đình chị Hờ Lý Nìê là hộ đặc biệt khó khăn ở Buôn Đinh. Gia đình chỉ có vỏn vẹn hơn 2 sào đất trồng cà phê. Vì không có vốn đầu tư phân bón, vườn cà phê cho năng suất kém nên thu nhập không đáng là bao. Năm 2018, gia đình chị được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi 50 triệu đồng để mở rộng sản xuất và nuôi bò sinh sản. Nhờ chăm chỉ làm ăn, từ 2 con bò ban đầu, đến nay gia đình đã có 6 con. Cuộc sống đã đỡ vất vả hơn trước rất nhiều. Cuộc sống của gia đình trước đây rất khó khăn, đất sản xuất ít, phải đi làm thuê làm mướn. Nhờ Đảng, Nhà nước hỗ trợ vốn, gia đình mua bò sinh sản về nuôi, giờ cuộc sống đã khá hơn trước nhiều, gia đình đã thoát nghèo. Ngoài tập trung nâng cao thu nhập cho bà con, thì chính quyền xã Chư Đề Nia Mờ Nông xác định vấn đề đầu tư hạ tầng giao thông là cực kỳ quan trọng, bởi khi giao thông thuận tiện sẽ giúp bà con vận chuyển, mua bán, trao đổi hàng hóa tốt hơn. Sản phẩm của bà con làm ra sẽ bán được giá cao, không bị tư thương ép giá, từ đó góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Trên cơ sở đó, chính quyền địa phương đã huy động tối đa nguồn lực từ các chương trình, dự án của Đảng, Nhà nước, cộng thêm sự hỗ trợ tích cực từ nhân dân để đầu tư nâng cấp hạ tầng giao thông nông thôn. Đến nay, gần 100% các tuyến đường giao thông nông thôn trong xã đã được bê tông và thảm nhựa. Ăn mà chắc nhà nước lên trường
Nhà nước đầu tư làm đường giao thông đến tận buôn, giờ đi lại dễ dàng hơn, mua bán cũng thuận lợi, bà con rất vui mừng phấn khởi. Nhờ huy động nhiều nguồn lực từ các chương trình, dự án của Đảng, Nhà nước, cộng thêm tăng cường các giải pháp hỗ trợ bà con phát triển kinh tế, nên đến hết năm 2018, xã Chư Đề Lê Mân Đông đã về đích chương trình xây dựng nông thôn mới. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 4%, thu nhập bình quân đầu người tăng từ hơn 20 triệu đồng năm 2011 lên trên 54 triệu đồng năm 2022. Hiện địa phương này đang tập trung các nguồn lực để xây dựng nông thôn mới nâng cao. Sau khi 2018 chúng tôi đã về đích, chúng tôi tiếp tục xây dựng nâng cao, làm sao mà để cái diện mạo của nông thôn càng ngày càng đi lên. Mục đích cuối cùng là mọi người dân là đều có hưởng được một cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Bên cạnh tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, hỗ trợ bà con thay đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thì một trong những giải pháp quan trọng giúp người dân vùng nông thôn nâng cao được thu nhập, đó là thực hiện tốt đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Những năm qua, nhờ thực hiện có hiệu quả đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đã góp phần giúp cho kinh tế, xã hội, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn, vùng biên giới từng bước phát triển. Gia đình ông Huỳnh Đức Quốc là một trong những hộ đã vươn lên làm giàu nhờ tham gia lớp trồng nấm do Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện Krông Anna tổ chức. Trước đây, gia đình ông nuôi ba ba, nhưng do không có đầu ra ổn định nên thu nhập bấp bênh. Từ khi được tham gia học nghề trồng nấm, ông mạnh dạn chuyển đổi từ chăn nuôi sang trồng nấm rơm. Trồng nấm không mấy khó khăn, chỉ cần áp dụng quy trình kỹ thuật thì cây nấm sẽ phát triển và cho thu hoạch ổn định. Hiện với 6 khu trồng nấm rộng hơn 300 mét vuông, mỗi tháng gia đình ông thu nhập hơn 30 triệu đồng. Trung tâm dạy nghề huyện Krông Anna thì mở lớp đào tạo nghề nấm thì mới bắt đầu đi học. Học về bắt đầu mới đầu tư. So với các cây trồng khác thì nó đạt hiệu quả hơn. Thu hoạch một tháng thì kiếm được cả trừ chi phí rồi trên 30 triệu. Nhờ làm tốt công tác đào tạo nghề cho người dân vùng nông thôn đã đem lại hiệu quả rất tích cực, giúp tạo việc làm, nâng cao thu nhập, chuyển dịch cơ cấu lao động và giảm nghèo bền vững trên địa bàn. Tại tỉnh Đắk Lắk, qua 10 năm thực hiện đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn, địa phương này đã tổ chức được hơn 1.000 lớp đào tạo nghề cho gần 36.000 lao động. Khi được tham gia các khóa đào tạo nghề, người dân đã thay đổi tư duy sản xuất, mạnh dạn đầu tư, ứng dụng khoa học kỹ thuật để tăng năng suất, nâng cao chất lượng sản phẩm. Nhờ đó, hàng ngàn hộ đã áp dụng kiến thức học được vào thực tiễn sản xuất để nâng cao thu nhập, thoát nghèo bền vững. Ngoài cái việc mà hỗ trợ các mô hình hay tập huấn khoa học kỹ thuật, thì xã hết sức quan tâm cái công tác là tư vấn để cơ cấu lại lao động của từng hộ. Từ cái cơ cấu lại lao động, thì xã cũng đã vận động mở được một số lớp đào tạo nghề nông thôn. Từ những cái việc đào tạo nghề đó thì hầu hết là các cái học viên sau khi tốt nghiệp thì đã kiếm được công ăn việc làm. Từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bà con, nhất là hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa là vấn đề được chính quyền các cấp trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên tập trung thực hiện. Chính vì thế, các chương trình, chính sách của Đảng, Nhà nước dành cho vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số được triển khai tích cực đến từng địa phương. Đặc biệt là các chương trình về hỗ trợ nguồn vốn, hỗ trợ con vật nuôi, đất ở, đất sản xuất, giúp bà con phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập đã phát huy hiệu quả rất tích cực. Tôi là hộ nghèo từ năm 2012 đến nay và tôi cũng được nhà nước hỗ trợ cho tôi được dê với lại được cái nhà để phát triển kinh tế. Nhờ triển khai thực hiện các giải pháp đồng bộ trong hỗ trợ phát triển kinh tế, nên thu nhập của bà con vùng khó khăn, vùng dân tộc thiểu số đã từng bước được nâng lên. Khi bà con có cuộc sống khấm khá hơn, không chỉ góp phần vào thực hiện tiêu chí thu nhập hộ nghèo, mà bà con sẽ có điều kiện để tham gia, đóng góp và thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Giờ nếu mà có chương trình nhà nước hỗ trợ thì cái sự vận động của nhà nước và nhân dân cùng làm chung tay thì những chúng ta cũng như sắp bà con ủng hộ 100%.
có thể khẳng định, nhờ tăng cường công tác giảm nghèo nên nhiều địa phương vùng dân tộc thiểu số tại các tỉnh Tây Nguyên đã có bước chuyển mình mạnh mẽ. Hạ tầng cơ sở được đầu tư, nâng cấp và hoàn thiện. Đã có nhiều địa phương vùng khó khăn, biên giới đã hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, nhiều xã đã bước vào giai đoạn xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao. Nhiều huyện hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới. Đến nay, toàn vùng Tây Nguyên đã có hơn 310 xã về đích chương trình xây dựng nông thôn mới, chiếm 52%. Có 14 đơn vị cấp huyện hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới. Tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 7%. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 52 triệu đồng trên một người một năm. Diện mạo nông thôn vùng dân tộc thiểu số đã và đang thay đổi từng ngày. Với các cái nỗ lực của địa phương và đặc biệt là bà con nông dân thì cũng đã đạt được những kết quả ban đầu. Tính đến nay thì cái tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới đã đạt được khoảng 47% trong tổng số 150 xã. Và cái thứ hai nữa là cái tỷ lệ số xã, số tiêu chí bình quân trên một xã đạt chuẩn nông thôn mới ấy, là hiện nay cũng khoảng là hơn 16 tiêu chí trên 19 tiêu chí. Mặc dù có nhiều thay đổi so với trước, song khu vực Tây Nguyên vẫn là vùng trũng trong xây dựng nông thôn mới so với cả nước. Chính vì thế, thời gian tới, các địa phương ở Tây Nguyên cần ưu tiên nguồn lực để nâng cao hiệu quả các chính sách cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân phát huy nội lực, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Bên cạnh đó, tiếp tục chú trọng vào công tác đào tạo nghề, hướng dẫn bà con, thay đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi sao cho phù hợp với từng vùng, từng địa phương. Đồng thời, phát huy tối đa vai trò chủ thể của người dân trong phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Từ đó, góp phần giúp các địa phương ở Tây Nguyên thực hiện tốt chương trình xây dựng nông thôn mới. Thưa quý vị và bà con, chính nhờ triển khai thực hiện đồng bộ có hiệu quả các chương trình giảm nghèo bền vững của Đảng, Nhà nước, các chính sách riêng của mỗi địa phương giúp nâng cao thu nhập cho bà con tại các thôn, buôn, bon, vùng sâu, vùng xa. Kết quả này đã góp phần không nhỏ làm thay đổi diện mạo nông thôn miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn Tây Nguyên. Chuyên mục Nông thôn mới đến đây cũng xin được khép lại. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị cùng bà con trong những chương trình tiếp theo.